Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì Tú tiếp tục chương trình đi Thượng Trang đầu năm, tức là ngôi nhà này cũng là ngôi nhà đầu tiên mà trong năm mới thì Tú Thượng Trang. Thì ở đây thuộc về địa phận của ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì tới nhà của đồng đạo cũng như nhà của bà ba để Thượng Trang lên ha. Và đây mời quý vị chúng ta coi qua chương trình Thượng Trang của mấy anh em trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì đây là ngôi thờ cúng ở nơi nhà của bà ba nè. Thì ngôi của quyền, hiện tại thì chưa có cái miếng tranh của quyền ha. Còn tam bảo thì tam bảo này thì có cái bông sen, chữ Nam Mô Di Đà Phật ở trong đó, thì nói chung nó cũng không đúng với nghi thức đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tại vì ngôi tam bảo tấm vàng già của mình á, thì nó không có màu sắc, tức là chỉ màu già, mà màu già đó thì tượng trưng cho Phật Pháp Tăng, tức là màu già nó không có phân biệt chủng tộc và cá nhân trong đó. Mà cái miếng trần già đó thì nói chung là tụ chung là ngôi tam bảo là thờ Phật Pháp Tăng, cho nên là mình chỉ thờ cái màu già thôi, tức là năm cái màu sắc kết hợp nhau thành lại màu già, tức là không có phân biệt trong đó. Là cái ngôi thờ cúng mà mình là không có bông sen và chữ Nam Mô Đạo Phật trong đó ha. Thì giờ mình cũng thỉnh cái tấm đó xuống. À Nam ơi. Dạ. Rồi em lên em. Bây giờ mình thỉnh cái trang xuống đi. Mình thỉnh cái tấm tam bảo với lư hương đồ xuống đi. Dạ. Ở cái trang này cũng im lắm mà sao bữa không để luôn mà. Trang nào? Cái trang này nè. Trang này muốn làm lại. Gì hả? Cái trang này đưa bạn có hả? Dạ. Rồi. Làm bởi vì làm mất đẩy. Rồi giờ mình cũng thỉnh xuống ha. Thỉnh xuống. Em lấy cái bàn coi. Lấy cái bàn đẩy đẩy cái đó chắc là Nam lên lấy cái máy bắn cái miếng đó rồi Nam ơi. Để ở ngoài này đi Nam. Vậy lấy tấm kính đi. Để đây là miếng chanh có cái chữ Nam Mô Di Đà Phật với tam bảo bông sen nè. Thì đây là cái chanh ta làm ta bán ha, nó không đúng với nghi thức đạo Phật giáo Hòa Hảo. Giờ mình sẽ đổi lại cái miếng chằn già. Em dựa vô đây luôn đi. Bắn. Dạ. Khỏi đi anh ơi, khỏi đi. Bây giờ em lên bắn cái chanh nó ra đi. Sư huynh ông lại ông chắc hình thầy lên trên cái bàn đi. Chắc hình thầy với trang lên bàn đi. Thằng lấy miếng củ quyền ra đặng mình thượng củ quyền lên. Tắm rồi. Ui, đừng thâu giùm con mấy cái này ra hết đi. Dưới bàn đứng mà. Cái chỗ đó đây là mình bắn cái trang củ rồi. Ờ, cái đó. Rồi lính này không chạy ra vô nha, chạy ra vô là bị đụng đó nha lính. Bắn ra đi đây. Cái đó là cái ke đó ha. Ở ke đó chút nó xài được á, ke đó mình để hai bên được. Cái dàn già để giữ đây đi. Để đứng thôi sư huynh. Để đứng được hả? Để nằm mấy đứa đi đụng đó. Nhét vô trong góc đó đi. Nhét vô trong đó được. Rồi, đây là tấm chằn già. Tấm chằn già mình làm nè hay quý vị. Đây là nó không có cái bông sen và cũng không có chữ Nam Mô Di Đà Phật ở trong tấm chằn già này nữa. Rồi. Bắn hết đi đây, bắn cho trống ra đi, cái đầu bình thường lên, lần lần lên. Rồi bây giờ sư huynh ông lấy hai cái tấm liễn đó dựng ra đi, đưa cái tấm của quyền lên trước. Tám.
cho con cái khăn lau trên này sơ cái đi. Chắc là đầy quá. Đây là hai tấm mình thầy ha. Không, anh chút nữa mình làm nãy ông chạy nãy vòng vòng nãy mình quên mua bát rồi. Mua mấy cái bát nhỏ. Bát nhỏ thì có nữa. Dạ. À, đây là tấm cú quyền. Hai cái bên cầu bên nãy là hai cầu liễn. Hai cây liễn nó làm cặp tay. Dạ dạ đúng rồi. Tự nhớ Phật nhân cơm bữa giọng của mình xuống tới cái màu hai bên đó. Này nãy là nám là chưa lao phải không ta? Tính bát ba phân cái gì? Ờ đúng rồi, bát ba phân, bát hai phân cũng được nữa. Hai phân bắn nó mau. Rồi. À cái đồ vậy đây là cái khâu đóng tắc kê nha. Ở bên đây hai con đóng rồi phải không? Bây giờ bây giờ chưa có đem bát về phải không? Rồi bây giờ Phan đóng tắc kê xong, bây giờ mình dặn móc màng nha, móc này móc màng. Mình dặn vô đặng mình chịu tấm cứu quyền trước. Rồi hai câu liễn chút nữa mình sẽ dặn sau. Rồi Nam ơi lấy tấm cứu quyền luôn đi Nam ơi. Rồi em đưa đi. Em đưa lên dưới đó luôn đi. Ông tám ngưng đi, sẵn cái sắt chứ hả? À rồi, rồi vô đây. Rồi hạ luôn tám rồi. Đứng hả? Đứng tám đứng. Chia bên 3 tấc 6 nha, lấy thước chia bên 3 tấc 6. Giữ giữ vậy thôi. Kéo ảnh xíu. Rồi đưa thước qua đây cho ổng bình bệnh 3 tấc 6 phải không? Và đưa thước qua bên này cho ổng đo bên này phải 3 tấc 6 không? Cho mực đó. Rồi ok rồi, chặn sát vô đi. Chặn cứng luôn đi. Chặn cứng cho nó cặp mạnh ghi nhôm vô luôn cho nó chịu luôn. Ê bây giờ gì nè, Phan á thì bắt hai tấm liễn. Giờ Phan cái bát hay đó, cái đầu hả đập miếng diễn điển liễn vô là dính luôn à. Để gác cái cái bụi đi.
không thì con đi cho con dạy đi tính điểm không. Tâm đâu bên nào cũng nhìn tôi. Hả? Tâm đâu bên nào? Ờ,
tưởng cho Phật trước á, giọng lên có quyền sao? Giọng lên đó. Đúng không? Đúng rồi đó. Giọng lên. Tưởng lên đây kia trước luôn đi. Tưởng cái kia đi. À bên đây có cái đó sẵn đó, gươi gắt lên đi. Sẵn này là còn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Nam mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện tại ngôi thờ cúng giờ đã thượng lên được trang hoàng ha, rất là đẹp. Rồi Nam nó lau sạch sẽ rồi, bông hoa gì đưa lên đi. Đây là trang Phật làm bằng kính nha, chứ không có làm gì hết. Đưa cái hương lên cái đó rồi. Dành của quyền quá lớn hay gì? Dành của quyền này là bự nhất đây các ngôi thờ trước giờ đã thượng nha. Gấp hai cái tranh của quyền của người ta. Rồi, thượng bông lên luôn. Rồi, cũng bông luôn nghe cái gì. Rồi, chung nước đâu? Chung nước gót lên luôn. Chung vừa nữa. Ra ngoài chút luôn đó. Dạ được. Không, à, cái hương để sát ngoài đây gì đó mới đúng đó. Rồi. Chưa, từ từ cái cung bàn của mình. Tại giờ sao xuống? Nước đâu, chung nước đâu? Chung nước rồi. Ly á. Ly đi nước. Ly nước. Ly mới đi. Rồi.
coi thầy cúng đã thượng lên được trang nghiêm rồi ha. Rồi Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì chương trình thượng trang cho nhà của bà ba cũng như là đồng đạo mình đã thượng xong rồi ha. Thì cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Đệ Tú xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam Mô Đà Phật.